Với sự phát triển của thương mại điện tử và mua bán online, người dùng chỉ cần gõ từ khóa là dễ dàng tìm kiếm được những mặt hàng mình cần. Tuy nhiên, làm thế nào để mua được những mặt hàng có nguồn gốc, chất lượng, xuất xứ lại là việc không hề đơn giản. Với từ khóa saffron hay nhụy hoang nghệ Tây, chị Dương Thị Oanh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, dễ dàng tìm thấy hàng trăm người bán sản phẩm này. Song đâu là sản phẩm chính hãng, đảm bảo cả chất và lượng thì không dễ dàng tìm được. Tất cả chỉ là niềm tin qua mấy dòng giới thiệu, quảng cáo trên mạng. Cũng có tìm hiểu các cái thông tin ở trên mạng, trên báo chí thì cũng được biết là có rất là nhiều các cái chủng loại, nhiều cái mẫu mã sản phẩm. Mà tôi cũng không biết là cái nguồn gốc xuất xứ nó như nào, thì có đến một số cái cửa hàng thì các cái nhân viên bán hàng có giới thiệu một số cái sản phẩm. Cũng chỉ là giới thiệu các cái sản phẩm thôi, chứ còn thực tế ra là các cái sản phẩm đấy nó có nguồn gốc xuất xứ từ đâu, như thế nào thì chúng tôi cũng không hề biết. Vốn là sản phẩm nhập khẩu, hầu hết các loại nhụy hoa nghệ Tây đang bán trên thị trường đều là hàng xách tay, không có nguồn gốc, chất lượng rất khó kiểm chứng. Theo ông Đỗ Văn Tuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại Tây Á, đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Varaman Saffron của Iran, vì sản phẩm liên quan tới sức khỏe, người tiêu dùng nên tìm đến đơn vị được ủy quyền, độc quyền phân phối bán sản phẩm này. Ngoài cái việc nhìn nhận những bằng mắt về chất lượng sản phẩm thì tôi khuyến cáo khách hàng nên tìm hiểu đến các công ty được nhập khẩu chính ngạch, cũng như là được các công ty mẹ hay là nhà sản xuất ở bên nước ngoài ủy quyền, ủy thác và được làm phân phối độc quyền tại Việt Nam. Nhụy hoa nghệ Tây chỉ là một ví dụ trong một thị trường vô vàn sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện nay. Sức khỏe là vô giá, và khi tìm mua những sản phẩm liên quan tới sức khỏe, người tiêu dùng nên tìm đến những doanh nghiệp uy tín, được ủy quyền từ những thương hiệu lớn để mua được hàng chính hãng, đảm bảo cả về chất và lượng, tránh được tình trạng tiền mất tật mang.